lời viết này anh gửi cho em từ thành phố Hân yêu anh nhớ về lưỡi đó nhớ biển Nha Trang đêm hè lòng gió mạt nước xanh dần con sông hè lời ru hè hầm trong đêm vắng ngã ơi đồng lòng ăn trà yêu say đắm mà nét mặt biến chiều hòa của mẹ ca trắng trên bàn đá công vui cõi hẹn dương Nga nói tiếng yêu hương hà ngọt ngào để cho lòng anh càng yêu say đắm mãi anh say đi bàn đá công dưới cõi dương nói tiếng yêu thương ngọt ngào để cho lòng anh càng yêu say đắm mà anh say tiếng ân tình nồng thắm của em trao 12 mình đã nhau và đã trải qua bao cái đắng mặn nồng vô trái qua mưa cuồng gió loạn tiếng hẹn ban đầu hè dữ dẹn đỡ mai sau đừng để đau đi lòng cò mang nặng nghe nước tình dân tròn ngọt bóng mình thế hai vì nhau mà giữ vẹn chừng tình thôi quên mình đang từng đang từng phút đổi thay quá nói nhọc nhằn lo xây dựng tương lai để cho một gia đình được hạnh phúc qua sóng miên man làm thương dân lòng. ai đó nơi đây xa ruộng nắng mai nhớ hình bóng gì mong hờ chẳng mời bay đợi nhớ ngày nào được ngắm mấy bãi hầm tôm hơi đồn vào đang hạ lưới mặt nước biển xanh liêm điềm soi bóng nước xào xạc hàng dương gió nhẹ lá buông manh để tông em bay theo lươn sóng bồng anh say đắm biển trời có rồng nhìn bãi cát mình màng vẫn lặng trắng như gờ để bên em lộn vào giặc yêu thương bao chuyện đòi đau mong sao thành xưa để cho tình yêu chúng mình luôn tươi đẹp như biển Nha Trang rồi mặt giờ đêm dài mình tâm sự kiếm yêu nhớ Nha Trang chuyện nào mình sống nhớ phụ nhỏ hân yêu vừa thanh thao thứ xóa tóc mượt mà soi bóng nước đại dương để những đêm về lòng hương nhớ miên man dốc hoang hàng dương tháng năm để người phương xa về đây tấp nập yêu mến nồng nàn cái đẹp của Nha Trang bao nỗi thầm trầm dân sương sương thiên nga nắng mưa đêm ngào ngạt sắc hương qua đời năm tháng xa rồi và nhớ mãi trong tôi hình ảnh Nha Trang biển trời lòng để mình bên nhau nồng nàn câu chung phê xây dựng cốt đời nhớ quê đắng nhau. Vâng, phụ nữ Hình Hùng xin cảm ơn những tràng thương của cô bác anh chị các chị. Phụ nữ Hình Hùng xin cảm ơn. Và đây là chương trình Tôi Đến Nay, xin mời tại hạ của tất cả ông bà cô bác anh chị em mà thường là nguyên tối đêm nay. Phụ nữ Hình Hùng xin cảm ơn. Và trong khi chờ đợi tới hát của ông bà cô bác anh chị em, và giờ đây đây là chương trình xin mời tới hát của anh Bảy Ninh, sẽ gọi đến bài cao tôi chọn, xin mời tới hát của anh.